bạn, trong video này Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn cái mỏ lết thông dụng của hãng Elora, sản xuất 100% tại Đức. Ở trên bàn các bạn đang nhìn thấy có hai cái này có model giống nhau. Model của nó là 62-BI12. 12 này có nghĩa là 12 inch. Thì loại này là loại Xtra. Xtra là cái loại cán của nó có bọc nhựa. Cái phần tay cầm á, cán á, nó có bọc nhựa. Cái phần nhựa này màu đen và màu vàng, ở trên chuôi có lỗ treo dụng cụ và tên của hãng khắc laser, tên của hãng là Elora. Thì cái chuôi này hãng họ thiết kế có những cái khía nè và những cái hố lõm như thế này, thì mục đích của hãng là chỉ để nó tạo ma sát với tay mình cầm, khi mình thao tác nó không bị trơn trượt, không bị tuột tay trong quá trình mình thao tác thôi. Chiều dài của cái mỏ lết này nó là 12 inch tương ứng với lại 300 mm. Độ mở ngàm lớn nhất của nó là 39 mm. Đó. Nó nặng 801 gram. Thì đó là các cái thông số kỹ thuật chính của cái mỏ lết này. Ở trên cái thân mỏ lết có ghi thông số nè, 12 inch nè. Ở mặt sau thì có ghi là khắc chìm 300 mm nè. Đó. Về vật liệu thì tất cả các dụng cụ của hãng Elora đều là bằng thép hợp kim cao cấp của Đức rồi. Thì nó được rèn và tôi cứng ở áp lực cao, cho nên là khả năng chịu vặn xoắn, lực moment xoắn của nó rất là tốt. Thì đây là cái phần đầu của mỏ lết, đây là phần cái cổ, rồi đây là phần cái cán. Thì cái phần thân này là ngay khúc này xuống đây luôn. Thì thiết diện của nó là theo thiết diện thanh dầm chữ Y, bởi vì khi mình sử dụng mình sẽ vặn theo phương ngang, thì cái dầm này, hai cái dầm này nó chịu lực, cho nên là hãng thiết kế họ thiết kế nó dày hơn. Rồi điều chỉnh độ mở ngàm bằng cách là trượt cái con lăn này. Đó, mình đẩy lên thì nó khép cái ngàm lại, mình trượt xuống thì nó mở cái ngàm ra. Độ mở ngàm lớn nhất của nó là 39 mm. Ở trên ngàm nó có cái thước đo luôn này, 0, 10, 20, 30. Tới đây là 39 mm nè. Đó, là cái khoảng đây là 39 mm. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái mỏ lết này để kẹp các cái phôi tròn có đường kính lớn nhất là 39 mm trở xuống thôi ha. Hai bên má của cái mỏ lết này hãng họ phay nhẵn luôn. Đó. Còn cái đầu thì được bo tròn như thế này để trong quá trình mà chúng ta thao tác trong các cái góc cạnh thì nó sẽ không có chiếm quá nhiều không gian ha, tiết kiệm không gian á. Loại này là loại Xtra, model là 62-BI12. Đây là size to nhất của cái loại Xtra này. Thì dưới nó còn có 3 size nữa, là có size 6, size 8 và size 10 mm. À xin lỗi, dưới nó còn có 3 size là size 6 in, 8 in và 10 in. Thì tương ứng với lại 160mm, 200mm và 260mm. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mình cần kẹp cái phôi có đường kính bao nhiêu thì mình sẽ mua cái mỏ lết có đường kính bấy nhiêu ha. Rồi đây là cái phần đầu của cái mỏ lết này, nó nghiêng một góc 25 độ so với thân. À, góc này là góc 25 độ nè. À, cái góc đây 25 độ ha. Tính từ đây xuống cái thân thì góc này sẽ là 25 độ. Cái chuôi bọc cái cán nhựa này để cho chúng ta cầm thao tác trong thời gian lâu nó không bị đau tay thôi.